Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch COP26 trao thư của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị COP26 diễn ra vào tháng 11 tới tại Anh, mong muốn Thủ tướng thu xếp thời gian dự hội nghị quan trọng này. Trong không khí cởi mở, chân thành và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề cụ thể, thực chất, hữu ích để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tích cực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Ngài Bộ trưởng, đề nghị Ngài Bộ trưởng hỗ trợ thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận kinh tế song phương, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực Anh có thế mạnh như năng lượng sạch. Thủ tướng khẳng định là quốc gia chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, song Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, đang từng bước chuyển đổi một cách ổn định, hài hòa, hợp lý, có hiệu quả, trong đó quan tâm đến việc làm và đời sống của người lao động trong quá trình chuyển đổi. Việt Nam luôn chủ động, trách nhiệm trong hợp tác và thực hiện các cam kết quốc tế có liên quan, ủng hộ đánh giá cao nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc tổ chức hội nghị COP26 theo hình thức trực tiếp và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Anh cùng các đối tác để bảo đảm thành công tốt đẹp của hội nghị với những cam kết cụ thể mạnh mẽ hơn nữa về hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, nhất là tiếp cận các nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực đang ngày càng chịu các tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng COVID-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Chủ tịch COP26 Alok Sharma nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các đối tác làm việc quan trọng của Chính phủ Anh để chuẩn bị cho hội nghị COP26. Chủ tịch COP26 hoan nghênh cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các khuôn khổ đa phương về biến đổi khí hậu, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm phát thải khí nhà kính, khẳng định Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm đẩy nhanh sự phát triển của lĩnh vực năng lượng xanh.